Mình vừa nhận được một đơn đó là rồng đỏ với DH Mon đó bạn. Đó, mình đang cập nhật rồi. Mình đang tuyển lại cái bộ này để làm giống. Vì bộ này cũng khá là chát các bạn. Cá rất là đẹp. Nè. Mình vừa khui ra luôn đó bạn. Và kiểm tra thì không có con nào mà bị gì hết á. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu thuần nước đó và hướng dẫn cho anh em nào mà chưa biết thuần nước cá về ha. Thì cá thường mình mua làm giống á, thì mình yêu cầu là cá chưa ghép, cá rất là nhỏ bạn. Nè bạn coi con máy nè. Máy này nuôi khoảng nửa tháng nữa nó mới có cái con các bạn. Nửa tháng mà có cái con thì nuôi cái con mà lên nó tầm 2 tháng rưỡi nữa thì tầm 3 tháng. 3 tháng nếu mà cái chuyến đầu tư này á, nếu mà không có nếu mà an toàn á, thành công á, thì khoảng 3 tháng nữa thì sẽ có cái con chia cho anh em. Chia cho bạn mà nếu mà thất bại thì thôi ha. Thì thường là phải mua cá cái này nè, nếu mà tôi chọn làm giống thì tôi mua cá nhỏ nhỏ cái này nè, chưa ghép, tại vì chỗ này thì tôi cũng mới lấy đầu tiên này, cũng chưa biết uy tín nó ra làm sao đó. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thuần nữa các bạn, thuần nó cho bạn coi, lát tôi sẽ xô cho anh em xem. Có sẵn cái hộp xô nè, xô này, cái này thì tôi lấy được 10 cặp cá. Thì nói chung là cái tôi chọn cá tại vì tôi chơi cá, mình chơi cá khá là lâu rồi các bạn. Cái tiêu chuẩn mà chọn con cá, cái rồng đỏ HMO này ở trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà con cá để mà mình ưng con mắt, mình yêu thích nó để mình làm á thì rất là ít. Thì cái bộ này thì tôi đánh giá khá là cao ha, đánh giá nó khá là cao, cho nên mình quyết định chọn bộ này để làm trống. Thì bắt đầu làm, tại vì mỗi thấy nuôi cá nhiều vậy chứ thấy anh em đăng cá đẹp tôi vẫn mua bình thường đó bạn. Đó, nguyên đơn như đây là tiền triệu không các bạn. Đây đó, để tôi chỉ anh em cách thuần ha. Thuần cá thì tôi có sử dụng một cái khay 7 lít nè. Ở đây 10 cá nên tôi sử dụng hai cá luôn. Đó, mà thuần cho dễ cho anh em thì tôi sẽ sử dụng một cái này thôi. Mời rồi một lát tôi sẽ chia nó ra sau. Thì cái lưu ý đầu tiên của các bạn thì mới về thì cá nó sẽ rất là ít nước ha các bạn. Thì mình để cái hồ, cái thùng nó gì nè. Nè, không biết các bạn coi được không? Đó, mình để cái thùng gì nè. Còn nó sẽ, khi cái bịch đầu tiên nó sẽ không bị hụt nước. Đó, mình mở bịch ra bỏ vô. Đó, mình nè, mình lấy cái gì đó mình kê. Mình kê cho nó nghiêng gì nè, nghiêng. Để mình lấy chút ra. Ở đây thì mình dép kê nó một cái đó, khi mà nó nghiêng vậy nè là nước nó sẽ có khá là nhiều, cho nên tay đừng trống rồi mà nó khá là nhiều cho nên nó không bị kè cái tình trạng mà mắc cạn ha. Bạn này đóng cá cũng khá là chuyên nghiệp, xài cái bịch đóng cá luôn các bạn. Bịch này tôi tính mua nè, nhưng mà hơi cột nó hơi ngắn cột thun cho nên mình thích. Thường đóng cá cho các bạn thì tôi cột tay không à, ít cột thun lắm, cột thun nó bị xì các bạn. Nè, để tôi cho các bạn coi. Nè, cũng có một số cái bịch này mà đi, tại đi tổ chỗ tôi cần á, nếu mà đi Hà Nội là cái bịch này nó xong chắc luôn các bạn, cái bịch mất oxy thấy không. Nhưng mà thường cá thì thấy nó khá là khỏe. Vậy thì mình sẽ đổ ra hết thôi, để rút ngắn video á thì tôi sẽ làm một cái vài cái xong rồi cắt ra ha. Đó, đổ ra như thế này. Mình cũng sử dụng một cái hũ nước mới nữa các bạn. Đây, này là nước đã thuần, nước này là mình đã xử lý hết rồi ha, tại vì mình ngâm nay chắc 10 ngày rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt nó ra cái hồ xô để quay cho anh em xem nè. Thì mình vừa bắt xong rồi nè. Thường á là mình á thì chơi cá cũng khá là lâu, cho nên và từ cái việc tuyển chọn con cá thì nó cũng hơi khá là khắt khe để mới gửi tới các bạn được những cái bộ cá đẹp. Tại vì bây giờ dạo gần đây á thì mình thấy thị trường á rồng đỏ thì BDS Harmon cái gì cũng Harmon á, mà cái gì cũng gắn tên Harmon á mà bán giá cực kỳ mềm rẻ luôn. Nhưng mà đó là các bạn biết không, con cá đó là con
cá nó không phải hormone, các bạn nó cũng gọi là hormone để bán giá rẻ. Thì nhiều anh em tập chơi hồi nhắn tin mình nói sầm đỏ mà nó cũng giá khá là cao, tại được mấy có nhiều người ta bán nó rất là rẻ các bạn, nhưng mà người ta chỉ gắn cái tên đó thôi, chứ không phải thì sự con cá nó không phải đúng cái tên của nó. Để cho các bạn coi con cá này. Rồi, và đây thì mình đã đem nó ra ngoài trời, ngoài nắng, mình quay cho các bạn coi luôn ha. Đây là rồng đỏ hắc mon, thì nó nói chung là đối với tiêu chuẩn của mình là hàng chuẩn rồi đó các bạn. Nè, các bạn coi nè, cá tia full đều hết nè. Ok ha, cái vây lưng của nó này các bạn đó. Thì quay ở đây thì quay dưới ánh nắng luôn các bạn nè. Thì nó hơi nhát, tại vì mới về mà đó. Thì anh em nhìn cái bộ phơm con cá đó. Đó, thì cá mới về thì trong vòng một ngày thì mình sẽ không cho ăn, và ngày thứ hai mình sẽ cho nó ăn ba cử ạt tơ ha các bạn. Artemia, thì Artemia là cái thức ăn tốt nhất để con cá nó ít bệnh và ít mặc dù cái cho ăn Artemia thì tốn thiệt. Nếu mà anh em nào mà nuôi full Artemia thì một ngày anh em phải cho ăn từ 5 đến 6 cử ha, chứ ba cử thì sẽ không bao giờ đủ đâu, cái body nó sẽ không lên bự đâu. Còn anh em nào mà có trùng thì cho ăn trùng, nhưng mà cho ăn trùng thì anh em phải cũng có anh em phải xử lý rất là kỹ đó. Nè anh em coi nè, để tôi quay cho các bạn coi top view của nó nè. Cá top view thì cũng rất là ok ha, nói chung là cá thì ok á, thì mà làm ra thì để khi nào làm ra thì tôi quay cho anh em xem. Thì còn bây giờ á là tôi sẽ thuần nước nó ha. Thì cá mới về thì thường mình sử dụng cái chai Blue Kai tứ quý chính nè các bạn, thì để giảm sốc cho nó ha. Đó, thì mình có bỏ ở đây vòng giọt rồi, thì từ từ cái mình lấy nước mới nè. Bây giờ mình lấy nước mới bên đây khoảng 15 đến 20 phút, mình chăm thêm một miếng đó, mình chăm cho tới khi nào mà nó đầy lên tới đây thôi, rồi mình sẽ tách ra hai hồ và bắt đầu mình chăm tiếp. Thì thường thì cái cách này nó rất là đỡ mất thời gian cho nhiều anh em ha. Còn cái cách nhiễu giọt á thì cũng được nữa các bạn, có rất là nhiều cách, anh em cứ chọn cách nào mà phù hợp với thời gian anh em cứ làm. Còn về việc anh em lưu ý thì cá về nhà là đừng có cho ăn ha các bạn. Con cá bảy màu nó có thể nhịn đói rất là lâu, có thể 5 ngày anh em không cho ăn thì nó cũng không sao hết đó. 5 ngày anh em cho ăn cũng không sao hết các bạn. Thì cái tay mà anh em đút vô con cá thì nó cũng phải rửa sạch đàng hoàng ha các bạn. Đó, nè anh em coi nè, đã kia không. Này là mình quay trong tối các bạn, thấy mình đang ở trong nhà. Đó, thì để vài hôm nữa thì mình sẽ quay lại cho anh em coi. Thì cá về nó mới như nó hơi nhát nhát các bạn, không sao các bạn. Đó, nè. Bộ này thì nó tầm 2 tháng à, chưa được 2 tháng rưỡi đâu. Thì mình nhìn con cá là mình biết rồi. Con rồng này thì nó tầm 2 tháng à. Cá mái chưa kiếm, nó bụng thì nó hơi lép xíu. Nhưng mà được cái là mình cũng không tin ai các bạn, cho nên mình nên chọn cá chưa ghét. Cá mái à. Cá mái cái này mà anh em nào mua kênh mình á, thì anh em mà mới chơi thì rất là chắc không mua mấy con cá này đâu. Cái này còn quá là nhỏ không? Còn anh em nào biết chơi thì người ta sẽ chơi những con cá mà chưa có ghép, hoặc là người ta mua những con cá ghép rồi ở chỗ uy tín. Nó tại vì không ai mua bộ cá, không ai mua, không ai mà bao bộ ghê nữa các bạn, thì mình đừng, người làm mình cũng biết nó là hên xui thôi đó. Đôi khi coi cá đẹp vậy chứ nếu mà mình nuôi dở á, thì nó cũng ra cá xấu thôi. Anh em cho cá này thường thì tới khoảng người ta thường full nạc tơ cho nó khoảng 1 tháng rưỡi rồi ta bắt đầu chăm trùng các bạn, ta bắt đầu thuốc trùng. Còn con cá này thì mình nghĩ là anh em này nuôi cám thôi các bạn, tại cái body con cá này không phải body con cá nuôi trùng. Nói chung thì cũng khá là ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới mình tách nó tiếp ha, mình xử lý nó tiếp ha. Buổi sáng hôm nay thì có được này thôi, một tí thì tôi cũng đi đóng cá cho các bạn coi. Nãy giờ thì chăm cũng khá là được, hơn khoảng 50% nước mới rồi đó các bạn. Thì để tôi quay cho anh em xem. Thì bây giờ là tôi sẽ bỏ, tôi sẽ bỏ một cái khoảng 5 cặp để chia ra, mà 5 cặp thì nuôi hồ kiến và 5 cặp nuôi khai bên đây. Tại vì hồ kiến với khai bây giờ còn khá là nhiều các bạn, hồ cũng khá là trống này nữa nè. Đó, bên đây còn khoảng mấy chục cái á, đây là khoảng 25 cái.
25 bên đây 15 nữa là 40, 30. Ủa, 25 với 15 là 40, bên đây 15 nữa là nó khoảng 55 hồ các bạn. Nè, còn bên đây nữa nè. Thì hồ kiến tổng cộng ở đây là tôi có khoảng 100 hồ và khai cũng khoảng 100. Ngoài kia thì tôi cũng có một một số cái tăng ngoài kia kìa. Mà còn khai phía bên kia thì tôi nuôi phân gon khai vàng ha. Đó. Thì cái hồ đó thì cũng bày rồng đỏ, nó sẽ bỏ hồ này. Hồ này thì nước cũng khá là ok rồi. Đó. Này là bộ rồng xanh hồi bữa mới vừa lấy về nè. Đó, tới nay cũng chưa có đẻ luôn các bạn. Hồi lúc lấy thì nó có nhỏ xíu à. Mà bộ rồng xanh này cực kỳ ưng ý luôn, bộ latium lên cực kỳ đẹp. Nhưng mà bộ rồng xanh này nó thuộc dạng là học sinh sinh viên ha, chứ không phải là bộ rồng xanh BDS Hmon VIP. Còn HB là HB hàng VIP ha các bạn. HB mình lúc trước đầu tư giá rất là cao luôn á. Còn rồng đỏ này nè, rồng đỏ này cũng thuộc dạng rồng đỏ cho học sinh sinh viên chơi ha. Này là rồng đỏ BDS. BDS thôi. Trong bộ Hmon, nhưng mà bộ Hmon mình làm nó không ra cho nên mình bán bộ BDS thôi. BDS nhưng mà cái vây nó cực kỳ đã luôn các bạn. Bộ này vây rất là dày luôn. Rồi ok, thì cái mình quay cho anh em coi tham khảo tới đây thôi. Thì anh em nào mà thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, chào tạm biệt các bạn nha.